Kính thưa quý vị, gần 80 năm đã trôi qua, cùng với hành trình phát triển của đất nước, luật sư Việt Nam đã ghi dấu chặng đường dài hình thành và phát triển song hành cùng xã hội, thông qua những cột mốc và dấu ấn quan trọng trong suốt 79 năm vừa qua. Trong không khí kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2024 và hướng đến kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Kính mời quý vị khán giả cùng video Pháp luật Việt Nam nhìn lại những dấu son của ngành luật, đóng góp cho bộ máy tư pháp nước nhà. Ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức chỉ hơn một tháng sau khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 46 trên SL về việc tổ chức đoàn thể luật sư. Sắc lệnh số 46 của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời của nghề luật sư Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực của hoạt động tư pháp, nhà nước ta đã từng bước hoàn thiện và thể chế hóa các cải cách tư pháp. Đến năm 1959, Hiến pháp đã thiết lập hệ thống tòa án và viện kiểm sát. Công tác hành chính tư pháp được giao cho tòa án tối cao đảm nhiệm, trong đó có công tác bào chữa. Để bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo đã được quy định tại Điều 101 Hiến pháp năm 1959. Năm 1963, Văn phòng Luật sư thí điểm đầu tiên được thành lập lấy tên Văn phòng Luật sư Hà Nội. Ngày 24 tháng 11 năm 1984, Đại hội thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội với 16 luật sư thành viên đầu tiên. Đây là đoàn luật sư sớm nhất được chính thức thành lập ở Việt Nam kể từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 18 tháng 12 năm 1987, Hội đồng Nhà nước, nay là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã thông qua pháp lệnh tổ chức luật sư. Pháp lệnh gồm 6 chương 25 điều. Đây là pháp lệnh đầu tiên quy định về tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam kể từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Theo pháp lệnh, đoàn luật sư vừa là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư, vừa đảm nhiệm vai trò như tổ chức hành nghề luật sư. Ngày 15 tháng 4 năm 1989, Bộ Tư pháp ban hành thông tư số 313 trên TT trên LS hướng dẫn thực hiện quy chế đoàn luật sư. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 7 pháp lệnh tổ chức luật sư, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cho phép thành lập đoàn luật sư. Ngày 25 tháng 7 năm 2001, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua pháp lệnh luật sư số 37 trên 2001 trên PL gạch nối UPTV QH10. Pháp lệnh gồm 8 chương và 45 điều. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế luật sư ở nước ta, đưa chế định luật sư của nước ta xích gần với thông lệ quốc tế, khi nâng cao vị thế luật sư của nước ta lên ngang tầm với luật sư của các nước trên thế giới và trong khu vực. Để triển khai thi hành pháp lệnh luật sư, ngày 12 tháng 12 năm 2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94 trên 2001 trên ND gạch nối CP, quy định chi tiết thi hành pháp lệnh luật sư. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội thông qua luật luật sư gồm 9 chương, 94 điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. Luật luật sư là văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện quy chế nghề luật sư về cả hai phương diện nội dung và hình thức. Ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 năm 2009 diễn ra Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho trên 5.300 luật sư trong cả nước. Đại hội đã thông qua quyết định thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam, bầu ra 32 đại biểu vào Hội đồng Luật sư toàn quốc cùng với 61 chủ nhiệm của 61 đoàn luật sư là thành viên đương nhiên và 21 đại biểu vào Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu ra chủ tịch và 4 phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong số 21 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư năm 2006. Cùng với việc duy trì các quy định cũ, luật năm 2012 đã có những sửa đổi mới, trong đó có việc chuyển giao cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam một số nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Liên đoàn Luật sư Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Hội đồng Luật sư Toàn quốc ra quyết định số 201 trên QĐ gạch nối HDLSTQ, ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam sửa đổi. Bộ quy tắc này gồm lời nói đầu 6 chương với 32 điều quy tắc và được áp dụng cho đến hiện nay.
Kính thưa quý vị, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bộ Tư pháp đã cấp 23.194 chứng chỉ hành nghề luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cấp 18.016 thẻ luật sư. Theo quản lý của Bộ Tư pháp, hiện nay trên cả nước có 17.727 luật sư đang hành nghề, đóng góp to lớn vào việc bổ trợ tư pháp của nước ta. Đứng trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm bảo vệ các quyền dân chủ của công dân, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương chính sách trong việc cải cách hệ thống tư pháp từ tổ chức đến cơ chế hoạt động. Quan điểm mang tính định hướng là cải cách tư pháp phải nằm trong chủ trương đổi mới hệ thống chính trị, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Nội dung chủ yếu của cải cách tư pháp là kiện toàn bộ máy các cơ quan tư pháp, phân định rõ thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân các cấp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan tổ chức bổ trợ tư pháp, trong đó có đội ngũ luật sư. Sự đóng góp của luật sư không dừng lại tại các hoạt động như bào chữa hay hỗ trợ pháp lý, mà còn góp phần quan trọng tạo nên nền tư pháp tiên tiến, minh bạch, phát hiện những điểm mới trong tiến trình tố tụng. Đồng thời, thông qua quá trình tố tụng giúp đỡ thân chủ, luật sư góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo mọi người dân được đối xử công bằng trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đồng thời hỗ trợ cơ quan tư pháp xác định sự thật khách quan của vụ án, tránh làm oan người vô tội. Từ đó, giúp giảm thiểu những vụ án oan sai, cùng với các cơ quan tổ chức khác đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức pháp lý cho người dân nhằm hạn chế các tranh chấp xảy ra trong xã hội và vi phạm pháp luật. Bên cạnh công tác hành nghề, nhiều luật sư hiện nay còn cống hiến chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là tại các học viện, trường đại học đào tạo chuyên sâu về ngành luật. Nhiều nghiên cứu khoa học hay luận án từ những luật sư có pháp lý chuyên sâu, đồng thời cũng góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đạt được nhiều thành tựu trong nước lẫn quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong 79 năm vừa qua, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành tư pháp nói chung và đội ngũ luật sư nói riêng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ luật sư đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, góp phần xây dựng một nền tư pháp độc lập, công bằng, dân chủ và hiện đại. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2024 và hướng đến kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến với những đóng góp của đội ngũ luật sư và các nhà làm luật đã tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời trở thành điểm tựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, người yếu thế và doanh nghiệp. Tin rằng với truyền thống tốt đẹp và sự đoàn kết sáng tạo, đội ngũ luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.